Xin chào, tiếp theo dòng pin A23 cho remote điều khiển thì bây giờ là pin A27 cũng cho remote điều khiển. Thì các dòng pin này thường sử dụng cho remote điều khiển nhà, ô tô hoặc là điều khiển các loại xe đồ chơi. Nói chung là sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Thì viên A27 này cũng được đóng gói tùy theo nhà máy, như hãng Cameron là đóng gói 7 5 viên cho một vỉ, GB đóng gói 5 viên cho một vỉ, riêng hãng Energizer hoặc Maxell hoặc Sony thì sẽ đóng gói vỉ một viên. Thì đối với những vỉ 5 viên, nếu khách hàng mua 1, 2, 3 viên thì chúng tôi sẽ cắt ra từng viên để bán, hoặc các quý khách có thể mua nguyên vỉ hoặc nguyên hộp để lưu trữ được nhiều năm vì nó có đã sử dụng. Đây là pin alkaline không sạc nhé. Chúng tôi có giá giảm cho các nơi mua số lượng nhiều hoặc là các anh chị mua đi bán lại, vui lòng gọi số 0909911096, 0903352340 hoặc đến trực tiếp tại địa chỉ 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn.